Dạ vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Như ở những cái video trước thì em đã có những cái review rất là kỹ về cái chiếc trầm WeWatch S 1500 này rồi. Và em cũng đã tháo ra ở bên trong cho các bác cùng xem cái bát loa của nó và cùng xem ở bên trong những cái kết cấu của nó ở bên trong rồi. Thì ở trong video ngày hôm nay thì em xin mạn phép phép các bác một chút xíu thì em sẽ test cái chất âm của nó nhé. Đấy, em sẽ test cái chất âm của nó khi mà chúng ta nghe nhạc remix. Khi chúng ta nghe nhạc remix và chúng ta nghe nhạc rumba thì cái tiếng trầm này nó có nổi trội lên hay là không, và cái tiếng của nó có chắc, nó có tròn và nó có xứng đáng với lại cái đồng tiền mà chúng ta bỏ ra chúng ta mua hay là không. Đấy. Bây giờ em sẽ mở một cái bài remix. Em sẽ mỗi một bài em sẽ mở nó ngắn thôi nhé. Đây, vì là em sẽ test thử nhạc remix và nhạc rumba cho các bác cùng nghe mà. Bây giờ em mở bài remix trước và em sẽ không đánh trầm nhé. Hiện tại bây giờ là em chưa mở trầm lên. Đấy, bây giờ em sẽ mở bài remix lên nhé. Em đang đánh qua Bluetooth. Vâng, bây giờ em sẽ mở lại từ đầu nhé. Em đã tua lại từ đầu rồi đây, em đã tua lại từ đầu. Bây giờ em sẽ mở con trầm này lên nhé. Các bác hãy chú ý, các bác đeo tai nghe vào nhé. Dạ vâng, và em đã đánh trầm nhé. Bây giờ em sẽ chọn một cái bản nhạc rumba nhẹ nhàng một chút xíu nhé. Đây đi, em sẽ chọn luôn cái bài nhạc rumba này đi. Là hiện tại bây giờ là em đang đánh trầm nhé. Xíu nữa em sẽ tắt trầm đi, các bạn sẽ nghe thấy cái sự khác biệt của nó. Và con trầm này là con trầm 40. Thank you.
Dạ vâng, và mỗi bài thì em sẽ test cho các bác nghe tầm khoảng độ 1 phút tầm đó thôi nhé. Đấy, các bác hãy cùng nghe và cùng cảm nhận. Bây giờ em sẽ tắt cái chiếc trầm này đi và em sẽ mở lại nhạc từ đầu nhé. Hiện tại thì em đã tắt cái chiếc trầm đi và bây giờ em sẽ mở lại cái bài rumba vừa rồi nhé. Vâng, những cái chiếc trầm như thế này và công suất nó lớn như thế này thì nó đánh những cái nhạc sàn hay là nhạc DJ thì nó cũng cực kỳ là mạnh mẽ. Đấy, đánh cực kỳ là mạnh mẽ. Và bây giờ thì em xin phép em được dừng lại video tại đây. Mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Hoặc các bác cũng có thể để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Rồi, còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những cái video và những cái thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.